Hải xin mến chào tất cả quý anh em thợ máy và mọi người. Thì trong thời gian vừa rồi mình bận một số công việc nên là mình không thể thường xuyên ra video để chia sẻ cho anh em được. Thì cũng rất là mong quý anh em thông cảm. Thì hôm nay mình đang có một chiếc xe AB 2020 thì mình sẽ tranh thủ chia sẻ cho anh em về hệ thống mạch điện ở trên dòng xe này để cho tất cả quý anh em nào mà chưa va chạm thì mọi người có thể tham khảo. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ mọi người. Quay lại giúp anh. Thì trong cái thời gian vừa rồi ấy, mình có bận một số công việc gia đình nhé mọi người nhé, nên là không thể thường xuyên ra video để chia sẻ cho anh em được. Và có những cái cuộc gọi đến hoặc là anh em nhắn tin gọi điện ấy, mình không trả lời ngay được thì cũng rất là mong anh em thông cảm bỏ qua nhé mọi người. Rồi, thì ở cái video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ tranh thủ chia sẻ cho anh em về hệ thống mạch điện ở trên dòng xe AB 2020 này, để cho tất cả những anh em nào mà chưa va chạm, chưa hiểu thì mọi người có thể tham khảo nhé mọi người nhé. Thì mình sẽ tranh thủ chia sẻ nhanh. Thì đối với đời AB 2020 này, thì ở trên hệ thống cầu chì này nó cũng rất là đơn giản đó mọi người. Nó sẽ gồm có hai con dơ le. Đối với tất cả những đời xe đời mới nào ấy thì nó cũng gồm con dơ le chính và con dơ le để sạc. Đối với dòng này thì nó gồm có 5 cầu chì, nó rất là ít cầu chì. Thôi rồi, không sao cả. Thì ở trên dòng xe này, mọi người chờ mình chút nhé, mình cắm cái điện. Thì đối với dòng xe này, mọi người quan sát lại giúp mình này. Ở trên dòng xe này nó có rất là ít cầu chì thôi. Đầu tiên về bên mé tay trái của mình này mọi người này. Bên mé tay trái này là các cầu chì tín hiệu đầu vào các mọi nhá. Có nghĩa là tín hiệu đầu vào. Ở trên này đầu tiên sẽ là cái cầu chì 25A này. Cầu chì 25A này nó sẽ có một cái nhiệm vụ thôi là cấp nguồn cho thằng dơ le chính này làm việc các mọi nhá. Đó. Và trong trường hợp mà cái cầu chì này nó cháy thì xe của mình sẽ mất toàn bộ hệ thống điện ở trên xe. Ok chưa mọi người? Nhưng mà ngược lại khóa của mình vẫn đánh thức được, nhưng bật chìa khóa này sẽ mất hết toàn bộ tín hiệu. Thì bây giờ mình sẽ đo thử cho anh em xem. Cái cầu chì này nó chỉ có một cái nhiệm vụ thôi mà nhá, là cấp nguồn cho thằng con dơ le chính này mọi người này. Sẽ đo luôn cho anh em tham khảo luôn này mọi người. Và sau đó mình sẽ đánh ban để cho anh em thấy được cái nhiệm vụ của cái cầu chì này. Và sau đó là nó hỏng nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như nào, để sau này anh em gặp anh em loại trừ làm cho nhanh nhé mọi người nhá. Rồi mọi người quan sát lại giúp mình. Đây là lúc này là cái cầu chì 25A của mình chưa bị cháy nè mọi người. Thì đây là con dơ chân của dơ le. Thì dơ le ấy, thì rất nhiều anh em hỏi mình, trong trường hợp dơ le làm việc thì nó được cần đủ hội tụ đủ các yếu tố, có nghĩa là nguồn trước khóa và nguồn sau khóa, dây mát, thì lúc đó dơ le của mình làm việc nhé mọi người nhé. Và khi mà nó mất như vậy ấy, thì để kiểm tra nhanh thì anh em khi bật chìa khóa lên, anh em cứ sờ vào dơ le cho mình xem dơ le của mình có nhảy hay không là biết rồi. Để lấy cách kiểm tra loại trừ, bắt buộc luôn luôn dơ le phải có hai nguồn nhé mọi người nhé, đó nguồn trước khóa và nguồn sau khóa, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ rút thử cầu chì chính 25A để cho mọi người tham khảo này. Rồi, lúc này mình đã rút cái cầu chì chính 25A ra mọi người này. Thì lúc này con dơ le của mình, cái chân ở đây nó bị mất này mọi người. Thì đấy là cái nhiệm vụ của dơ le chính này nhá. À quên, cái cầu chì chính này nó chỉ có một cái nhiệm vụ như vậy thôi, nên khi anh em làm ấy, anh em để ý giúp mình. Rồi mình cắm tạm cái cầu chì này vào đây nhá mọi người nhá, nó đang rơi rồi, tí mình tìm lại sau. Rồi mình đo tiếp cho anh em này. Rồi ok chưa? Và sau đó thì mình sẽ quay vào chìa khóa để đánh ban cho anh em xem. Cầu chì chính khi nó bị cháy và con dơ le này của mình nó hỏng thì hai cái này nó có cái biểu hiện như nhau nhé mọi người nhá. Biểu hiện như nhau luôn. Rồi, mời anh em quan sát lại giúp mình. Lúc này chìa khóa của mình chưa đánh thức mọi người này. Bây giờ mọi người bấm để ý này. Em bật chìa khóa cho anh. Rồi mọi người, khóa của mình biểu tượng khóa nó nhận là mình bật khóa lên này. Rồi, thì lúc này đèn lên đồng hồ của mình nhé mọi người nhé, mất hết tín hiệu luôn. Đồng thời lúc này anh em bấm đèn còi xi nhan cũng không có cái gì cả. Rồi ok mọi người. Và bây giờ mình sẽ cắm lại con dơ le chính. Cắm lại dơ le chính này. Rồi mình sẽ tiếp tục rút con cầu chì chính 25 này ra này mọi người này. Thì hai cái này mọi người để ý cho mình nhé, tí mình sẽ đi đến cầu chì nào mình sẽ nói rõ chi tiết cầu chì đó, nhiệm vụ cầu chì đó, và sau đó mình sẽ đánh ban xem nó xảy ra những cái hiện tượng gì để sau này anh em làm phát bồ thôi. Cái cầu chì ấy 25A hay là con dơ le nó khi mà nó hỏng mọi người này, mình tắt khóa này, đánh thức lại này, rồi bật lên này, thì cái hiện tượng hư hỏng khi mà nó xảy ra tình trạng một là chết dơ le, hai là chết cầu chì, nó như nhau em ạ nhá, như nhau, mất hết toàn bộ hệ thống điện trên xe luôn. Nhưng mà đồng thời có một cái vấn đề lưu ý ở đây, khi mà anh em kiểm tra nhanh ấy thì lúc này chắc chắn là khi mà anh em xe của mình chưa tháo vỏ ra thì việc đầu tiên là bao giờ anh em kiểm tra hệ thống cầu chì trên đây trước rồi. Trong trường hợp mà nó cháy ấy, thì lúc này anh em cần phải kiểm tra
có nghĩa là bật chìa khóa lên mà mất hết toàn bộ hệ thống điện trên xe. Thì lúc này anh kiểm tra là sao? Một là cầu chì chính của mình có làm việc hay không. Nếu mà kiểm tra nhanh nhé mọi người nhá, thì lúc này thì sao? Lúc này ấy, thì lúc này mà bắt buộc anh em sẽ tắt chìa khóa đi này, đúng không? Và bật chìa khóa lên, anh em sờ con dây le chính cho mình xem làm việc không. Nếu mà trong trường hợp có làm việc thì lúc này anh em bật chìa khóa lên, con dơ le này của mình nó phải nhảy nhé mọi nhá. Đó. Thì mình nói lại một lần nữa này, cái cầu chì chính 25A này nó chỉ có một cái nhiệm vụ là cấp nguồn cho thằng dơ le chính này, được chưa? Và từ con dơ le chính này nó có nhiệm vụ là cấp nguồn lên chỗ ổ khóa nhé mọi nhá, cấp nguồn lên chỗ ổ khóa. Sẽ rút ra cắm lại mà cái này. Con dơ le chính này nó chỉ có một cái nhiệm vụ là cấp nguồn lên chỗ ổ khóa mọi người nhá. Và khi mà con dơ le chính này của mình là mình làm việc thì nó sẽ ra cái dây màu đỏ này mọi người này, đen sọc đỏ này mọi người này, cấp nguồn lên chỗ ổ khóa. Và trên ổ khóa của mình nó sẽ có 4 dây, cái mạch đen sọc đỏ này khi mà anh em bật chìa khóa lên nó sẽ ra cái dây màu đen. Ra cái dây màu đen thì lúc này nó sẽ cấp điện cho hệ thống sau xe, gồm cái gì? Công tắc phanh tay này mọi người này. Công tắc phanh tay nó tóm lại hệ thống dơ le, sinh nhan rồi hệ thống đèn hậu nha mọi người nhá. Đó là cái nhiệm vụ. Đây mình cứ quay ổ khóa này cho mọi người xem luôn. Ổ khóa trên đời này nó sẽ có 4 dây này mọi người này. Mạch là 4 dây. Mình sẽ rút ra cho mọi người xem. Các em cần nó cho anh. Em xem không rõ anh em thông cảm nhá. Mình ốm mấy ngày nay rồi, đang nghi bị Covid. Đây mọi người này. Ổ khóa trên dòng này nó sẽ có 4 dây. Cái mạch dây với cái vế dây màu đen này mọi người này. Đỏ sọc đen ở đây. Khi mà anh em bật chìa khóa lên thì nó sẽ lối mạch, có nghĩa là lối dây màu đỏ sọc đen này sang cái dây màu đen. Và cái dây màu đen là cấp điện cho hệ thống sau xe, gồm có mạch còi của mình nhé, dơ le sinh nhan rồi hệ thống đèn đậu nhé mọi nhá, đèn phanh. Và cái mạch ở đây, cái dây màu đỏ lâu này là cái nguồn trước khóa mọi người nhá. Khi mà anh em bật khóa lên ấy thì nó ra cái dây màu đen sọc trắng này để cấp điện cho hệ thống điện FB, để lấy là mạch của khóa nhé mọi nhá. Rồi mình sẽ cắm nó lại nữa, sau đó mình sẽ nói tiếp. Đợt này người nó hơi yếu người một chút, không lại có một tí công việc nên là không thể thường xuyên ra video để chia sẻ mọi người được. Rồi mọi người nhá, em sang bên kia đi. Như vậy là mình đã chia sẻ mọi người được hai cái cầu chì. Mọi người nhá, hai cái cầu chì, thứ nhất là cầu chì chính 25A ở đây này, là cầu chì này nhá, nó chỉ cấp nguồn cho dơ le thôi. Và cầu chì 10A bên đây, cầu chì 10A bên này là nó chỉ có nhiệm vụ là cấp nguồn cho ổ khóa và từ ổ khóa ra dây màu đen để cấp điện cho hệ thống sau xe. Nhưng mà nhá, nên khi mà nó mất cái mạch còi ấy, mạch sinh nhan ấy, mạch đèn hậu, đến lúc này anh em cần phải kiểm tra cái này cho mình, hoặc là kiểm tra tại chân ổ khóa xem có nguồn hay không mọi người nhá. Rồi tiếp tục, ở dưới này nó sẽ có cầu chì bách úp 10A này mọi người. Thì đối với tất cả những đời xe nào có cầu chì bách úp 10A này thì mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Thứ nhất là nó cấp nguồn cho cái cụm đồng hồ. Thứ hai là cấp nguồn cho cái hệ thống điều khiển khóa thông minh đối với